Vâng, em Khanh xin kính chào toàn thể quý vị và anh chị nhé. Mới nhất của buổi tối hôm nay em vừa mới về mẫu xe Fortune Shifter 2016 ạ. Vâng, vừa mới về, mới tinh đình đình luôn nhá. Xe khá là đẹp, chuẩn chỉ luôn này. Thì em quay lên đây cho anh chị luôn. Và ngày mai em sẽ, sáng mai sẽ quay lại cho anh chị để anh chị chiêm ngưỡng cái mẫu xe Fortune Shifter 2016 này. Xe khá là đẹp, chuẩn chỉ, không lỗi. Vâng, mọi thứ rất là ok luôn. Đấy, xe mới về và đã đẹp như này rồi. Rửa qua nước nã thôi, xà phòng thôi mà đã sành phóng như này rồi thì các bác yên tâm đi, xe nó chỉnh chỉ như nào thì mới được đẹp như này. Và thì đây em sẽ mở cho các bác cái nội thất bên trong này của nó nhá. Đấy, xe đây ạ, khá là đẹp luôn. Vâng, trần thì đã lên trần 5D rồi. Vâng, trần lên trần 5D rồi. Ghế thì khá là mới, khá là đẹp luôn. Đấy, em mới dọn rửa nên là chưa, mới dọn rửa qua thôi, mai chăm sóc kỹ tí nữa là nó sẽ đẹp lên rất là nhiều. Vâng, đây ạ, sàn vẫn là sàn zin theo xe của nó này. Đấy, ghế thì ghế mới, ghế rất là đẹp luôn. Ghế này là không phải ghế chạy tuyến đâu nhá. Ghế chạy tuyến thì bao giờ cái này đấy nó cứ ạt về đằng sau này, ạt hết về đằng sau. Cái này không phải ghế chạy tuyến. Vâng, xe du lịch nhá. Đấy, mẫu xe phải nói là khá là đẹp, chuẩn chỉ này. Đấy, chị thấy chưa? Đấy, trần 5D khá là đẹp luôn, điều hòa khá là lạnh. Vâng, khá là lạnh luôn. Đấy, sàn chiếc khá là đẹp. Đằng này mà các bác mà có nhu cầu mà chốt chiếc này xe này sớm thì em sẽ làm cho các bác cái sàn giả gỗ lên cho đẹp nhá. Đấy, thì em vẫn để nguyên này, mới dọn rửa qua thôi, chưa có gì cả nên nó cũng khá là đẹp luôn. Chiếc xe này cái tay mở cửa này gãy thì ngày mai em sẽ thay cho các bác ạ. Đấy, nó gãy tay mở cửa. Ngày mai sẽ thay tay này cho các bác. Tại loại là một mẫu xe phải nói là khá là đẹp, chuẩn chỉ. Và đây em mở phông máy cho anh chị xem này. Đây ạ, phông máy đây. Đấy, rất là sạch sẽ, rất là đẹp luôn nhé. Đấy, em để đi vào đây. Đây ạ, xe khá là đẹp, không lỗi, không hơi thừa. Vâng, thì cũng tâm sự với các bác rằng là Fortune Shifter thì giờ này thì không thể xuống được nữa, các bác thông cảm. Chân Shifter giờ này còn phải lên nữa anh chị nhé, vì là em được biết là cái dòng chân Shifter mới giờ là người ta tạm ngừng sản xuất và đang có chút lỗi của nó. Thì các bác yên tâm rằng là xe chân Shifter này chỉ có lên thôi. Em nghĩ rằng đời 2019 đến 2020 sẽ lên giá, sẽ lên bằng xe mới, em khẳng định là như vậy. Vì những dòng xe mới giờ không thể chạy bằng cái dòng xe cũ được. Xe cũ hai động cơ 2.4 chạy rất là khỏe, rất chi là chắc máy, nên là sẽ ăn được cái dòng 2.2 máy nhỏ yếu không chạy được. Thì cái dòng 2.4 sẽ khỏe và sẽ nhiều người chuộng hơn, nhiều chuộng hơn. Tiết kiệm thì có tiết kiệm dầu đấy, nhưng mà con người lao động quá quá sức thì sẽ ốm đau bệnh tật, cũng như con người thế thôi, lao động quá sức máy bé mà lao động quá sức thì sẽ xì nhớt, xì máu ra quá nha. Em cứ nói thô tí nó thật sẽ xì nhớt quá nha, vì là nó cái máy của nó sẽ không bền bằng cái máy của động cơ của 2.4 được, em khẳng định là như vậy. Vâng, giới thiệu qua các bác thế và cũng tâm sự qua một chút với các bác là như vậy. Nếu các bác có nhu cầu sử dụng cái mẫu xe Fortune Shifter 2016 này thì liên hệ cho em theo số điện thoại là 0943 62 621, em Khanh ạ. Và hôm qua em đăng trước biển 37 và em đã chốt cho một anh Bắc Giang rồi. Thì chốt xong một anh thì lại quay lại và xe anh để anh về cân đối, anh chốt thôi, chú lại bán mất ra nè. Trong lúc các bác hỏi người nhà, trợ giúp của người nhà thì người khác đã trả lời mất rồi. Nên các bác thực sự thông cảm, để em lấy cho các bác một xe sau chắc thì là nó cũng giá xem hoặc là lên một tí, thì các bác cũng phải thực sự thông cảm, mua theo giá thị trường thì thế là như vậy. Rồi, em xin kết thúc clip tại đây ạ. Em xin chào toàn thể quý vị anh chị nhá.